Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình tối ngày 15 tháng 12 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ hai, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Các câu hỏi tái chất vấn và chất vấn của đại biểu nêu tại kỳ họp đã được cơ quan chuyên môn của huyện trả lời rõ ràng, đúng trúng vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã sôi nổi chất vấn các vấn đề cử tri trong huyện quan tâm. Trong phần chất vấn, tại kỳ họp đã có 10 đại biểu nêu câu hỏi tập trung vào các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm như quy hoạch đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, lao động, quyết toán dự án, giải quyết đơn thư, giải quyết thủ tục hành chính, an ninh trật tự, quân sự, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng, nợ đọng thuế, thi hành án dân sự, nội chính, phát triển du lịch, quản lý chợ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Các câu hỏi tái chất vấn và chất vấn của đại biểu nêu đã được cơ quan chuyên môn của huyện trả lời rõ ràng, mạch lạc, đúng, trúng vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Đại biểu Đỗ Văn Thảo đặt câu hỏi. Theo mục tiêu nhiệm vụ của đề án đến năm 2025, huyện sẽ đầu tư hoàn thiện 2 khu chăn nuôi tập trung có hạ tầng kỹ thuật thuận tiện để các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất quy mô lớn, hình thành phát triển vùng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản ở các xã ven sông Tích, hàng năm từ 500 ha trở lên, xây dựng 5 đến 7 mô hình chăn nuôi chim bồ câu Pháp, mô hình chăn nuôi lợn bản địa, mô hình liên kết nuôi thỏ thịt. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp những khó khăn trở ngại gì mà đến nay chưa có mô hình nào? Vậy đến năm 2025 có khả năng đạt được các mục tiêu này không? Về vấn đề đại biểu nêu, đồng chí Trần Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện trả lời. Về mục tiêu đề án đến hết 2025 thì hoàn thiện hạ tầng 2 khu chăn nuôi tập trung tại xã Cân Hữu và cả Cộng Hòa. Thì đối với khu chăn nuôi xã Cân Hữu thì trong những năm qua thì huyện Việt cũng đã đầu tư cơ bản hoàn thành được. Thứ nhất là đường giao thông, cấp nước sạch, cấp điện. Phòng Kinh tế thì cũng đang tham mưu đề xuất Ủy ban huyện với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải và hỗ trợ cái trạm kiểm dịch để hoàn thiện cho nó đồng bộ đối với khu chăn nuôi của xã Cân Hữu. Còn đối với khu chăn nuôi của xã Cộng Hòa thì Ủy ban huyện đã đầu tư được đường giao thông trục chính, hệ thống cấp điện hạ áp. Phòng thì cũng đang tích cực tham mưu chỉ đạo các hộ chăn nuôi và Ủy ban xã Cộng Hòa để đề nghị cấp nước sạch từ nguồn nước sông Đà để đảm bảo cho khu vực chăn nuôi. Đối với vùng lúa mà kết hợp với thủy sản ấy, thì phòng kinh tế đã tham mưu cho huyện chỉ đạo tại văn bản số 901 ngày 19 tháng 5 năm 2020 chỉ đạo các xã chủ động chuyển đổi giao các hợp tác xã nông nghiệp các nhóm hộ chuyển trồng kết hợp lúa nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2019 đến nay thì duy trì chuyển đổi từ 570 đến 650 hecta lúa cá vượt cái chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Từ năm 2024 thì thực hiện nghị quyết 08 thì của Hội đồng Nhân dân thành phố để hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp thì phòng kinh tế và trạm khuyến nông sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện để thực hiện đề nghị thành phố để thực hiện cái mục tiêu của đề án đến 2025 sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu từ 5 đến 7 mô hình chăn nuôi thỏ này và cái chuỗi theo giá trị. Liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đại biểu Đỗ Văn Thảo đặt câu hỏi. Hiện nay trên địa bàn huyện còn một số công trình trọng điểm triển khai chậm, đặc biệt là các dự án giao thông có tính thiết thực đối với đời sống của người dân. Nhân dân kỳ vọng dự án kết nối giao thông sẽ góp phần tích cực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư về khu vực nông thôn, kể cả các doanh nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn đất đai của các địa phương trong huyện. Trên địa bàn huyện có bao nhiêu dự án phải điều chỉnh thời gian thi công, nguyên nhân và giải pháp? Về vấn đề đại biểu nêu đã được đồng chí Hoàng Quốc Cường, quyền giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện trả lời. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư của các dự án thì ngay từ đầu năm, hàng năm thì ban cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch từng dự án để chỉ đạo các đơn vị thi công thì tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị đảm bảo theo hợp đồng ký kết để triển khai công trình thi công đáp ứng theo yêu cầu tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Và các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thì đã góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đáp ứng cơ bản được nhu cầu đi lại và phục vụ phát triển kinh tế của nhân dân.
Tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn còn có những cái dự án chưa triển khai đáp ứng theo được đúng cái tiến độ và yêu cầu đề ra. Ở thời điểm hiện tại thì ban quản lý dự án có 7 dự án giao thông đang triển khai và phải thực hiện gia hạn thời gian thi công. Cái giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới thì ban xin được đề xuất một số cái giải pháp, đó là đối với cái giai đoạn lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì các cơ quan có liên quan đề nghị là phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi có đất thu hồi bằng nhiều hình thức để đẩy mạnh cái vận động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai bồi thường và hỗ trợ tái định cư cũng như mục đích ý nghĩa của dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là tới cán bộ đảng viên quần chúng gương mẫu để nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước để thực hiện dự án. Thứ hai là thực hiện đầy đủ cái quy trình công khai minh bạch và đối thoại với các đối tượng bị thu hồi đất để thuyết phục khắc phục những cái thiếu sót nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thắc mắc khiếu kiện của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án được giao. Đại biểu Nguyễn Văn Nghĩa đặt câu hỏi: từ đầu năm 2023, công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở gặp nhiều khó khăn, đã tổ chức đấu giá 8 phiên, trong đó 6 phiên không thành công do không có người tham gia. Ước kết quả đấu giá đất năm 2023 đạt khoảng 20 tỷ đồng. Vậy nguyên nhân, lý do công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp, giải pháp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Vấn đề đại biểu nêu, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất trả lời. Một số những cái nguyên nhân mà không đạt được theo kế hoạch thì báo cáo với đại biểu và đại biểu phía sau. Cái thứ nhất là cái thị trường bất động sản nói chung trên địa bàn thành phố Hà Nội và quốc ngoài đang trầm lắng. Cái thứ hai là khi xác định giá thì đơn vị tư vấn theo nguyên tắc là xác định giá so sánh thì lấy những cái ô đất trước đây chúng đấu giá để làm cái căn cứ để xác định giá thời điểm. Và cái thứ ba cũng là một số cái quy định của thành phố về cái việc giao đất để tổ chức đấu giá cũng khác với những năm trước đây. Những giải pháp trong năm 2024 thì báo cáo đại biểu Nghĩa và các đại biểu hội đồng thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá những cái dự án đã được phê duyệt giá sàn. Thì dự kiến trong tháng 1 và tháng 2 chúng tôi sẽ tiếp tục đấu giá những khu đất mà đã được phê duyệt giá sàn. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại phiên khai mạc kỳ họp. Trân trọng cảm ơn thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có nhiều ý kiến thảo luận và nêu trong báo cáo giám sát, thẩm tra, các ý kiến thảo luận sâu sắc trên tinh thần xây dựng cởi mở và thẳng thắn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, với quyết tâm cao, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 theo đúng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu. Các cấp các ngành chủ động ra soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 2024. Đặc biệt là mỗi đơn vị cần lựa chọn ít nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Với tinh thần dân chủ, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Sau hơn một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua 14 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ với tỷ lệ thống nhất cao. Chủ đề năm 2024 được xác định là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của huyện đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân. Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện cần tập trung tăng cường, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong nghị quyết kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện
vừa biểu quyết thông qua và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông bà giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Kết quả đó cho thấy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã rất công tâm, khách quan, có sự động viên, khích lệ, đánh giá toàn diện, nhìn nhận cả quá trình những nỗ lực của từng đồng chí trên cương vị công tác của mình đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của huyện nhà qua nửa nhiệm kỳ, cũng là dịp để các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó có phương hướng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót để không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công việc trên cương vị công tác được giao. Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần này tại phiên thảo luận tổ vào chiều 14 tháng 12 2013 đã có 22 lượt đại biểu phát biểu và tại phiên chất vấn hôm nay có 10 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn tại hội trường và tổng số đã có 37 câu hỏi chất vấn. Những ý kiến đó được Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc giải trình tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện qua chất lượng của các nội dung chất vấn, trân trọng tiếp thu ý kiến của đại biểu và ý kiến của cử tri. Tại kỳ họp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu báo cáo làm rõ hơn những kết quả đạt được, những đổi mới trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong năm 2023, nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của chính quyền trong thời gian tới. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao sự nghiêm túc của Ủy ban nhân dân huyện trong việc phân công rõ ràng trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn trả lời chúng vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Qua chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy thời gian qua Ủy ban huyện đã rất quan tâm đến việc đổi mới trong quá trình chỉ đạo điều hành. Các cơ quan đơn vị của huyện đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sau kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần truyền đạt nội dung các nghị quyết Hội đồng nhân dân đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Sau hơn một ngày làm việc tập trung nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Chương trình truyền hình tối ngày 15 tháng 12 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.